chào tất cả các em. Hôm nay trong chương trình địa lý 12, thầy sẽ giới thiệu đến các em chuyên đề số 1: phân tích đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2020 ở bộ môn địa lý. Về hướng phân tích đề thì các em lưu ý, thầy sẽ phân tích theo 4 hướng. 1 là hình thức ra đề, 2 nội dung kiến thức, 3 là cấu trúc đề và 4 là so sánh với đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Một là về hình thức ra đề. Đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 100%. Số lượng câu hỏi 40 câu. Lựa chọn một phương án đúng nhất trong số 4 phương án A, B, C, D. Thời gian làm bài vẫn là 50 phút, không kể thời gian phát đề. Tóm lại, hình thức ra đề vẫn giữ nguyên như đề tham khảo Trung học phổ thông quốc gia 2020 trước đó và đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Sang phần thứ hai là nội dung kiến thức. Về phân tích chung, thì đề gồm 40 câu, nội dung kiến thức có trong hầu hết các bài ở tất cả các phần trong chương trình địa lý lớp 12. Gồm 22 câu hỏi lý thuyết, 18 câu hỏi thực hành nhằm vào các kỹ năng cơ bản. Trong đó, 14 câu đọc Atlas địa lý Việt Nam, 2 câu biểu đồ, trong đó có 1 câu nhận xét về biểu đồ, 1 câu xác định tên biểu đồ, 2 câu về bảng số liệu, trong đó có 1 câu nhận xét bảng số liệu, 1 câu xác định dạng biểu đồ. Đi vào phần phân tích chi tiết. Trước khi đi vào nội dung này, thầy lưu ý các em, ở những câu thầy tô màu đen là ở cấp độ nhận biết, những câu tô màu xanh lá cây là cấp độ thông hiểu và những câu tô màu đỏ là ở cấp độ vận dụng. Đề có 40 trên 40 câu 100% ở chương trình địa lý lớp 12 là địa lý Việt Nam, chiếm tổng số điểm là 10 điểm. Ở phần lý thuyết thì có tổng cộng 22 câu, chiếm 5,5 điểm. Ở nội dung địa lý tự nhiên thì có 6 câu, chiếm 1,5 điểm. Trong đó câu 41 thuộc bài 14 sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, câu 42 ở bài 15 bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, câu 63 ở bài số 2 vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ, câu 78 ở bài số 8 thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, câu 79 thuộc bài 9-10 thiên nhiên nhiệt độ ẩm gió mùa, câu 80 ở bài 11-12 thiên nhiên phân hóa đa dạng. Như vậy, ở phần địa lý tự nhiên với 6 câu thì chúng ta có 2 câu thuộc mức độ nhận biết, 1 câu mức độ thông hiểu và 3 câu ở mức độ vận dụng cao. Sang phần kiến thức thứ hai, đó là địa lý dân cư, có 3 câu chiếm 0,75 điểm. Câu 72 thuộc bài 16 đặc điểm dân số và phân bố dân cư, câu 73 ở bài 17 lao động và việc làm, câu 74 thuộc bài 18 đô thị hóa. Cả 3 câu này đều thuộc cấp độ kiến thức mức độ vận dụng thấp. Sang phần kiến thức thứ 3 là địa lý các ngành kinh tế, ở đây có 5 câu chiếm 1,25 điểm. Trong đó câu 43 thuộc bài 24 gắn với nội dung của ngành thủy sản, câu 44 thuộc bài 27 ngành công nghiệp trọng điểm, câu 64 thuộc bài 30 ngành giao thông vận tải, câu 65 thuộc bài 31 ngành thương mại và câu 75 thuộc bài 20 chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong số 5 câu của phần địa lý các ngành kinh tế thì có 2 câu thuộc mức độ nhận biết,
đó là câu 43 và 44. Câu 64 và 65 thuộc mức độ thông hiểu và câu 75 thuộc cấp độ vận dụng thấp. Sang phần kiến thức thứ tư, địa lý các vùng kinh tế có 8 câu, chiếm 2 điểm. Ở câu 45 thuộc bài 33, đồng bằng sông Hồng. Câu 46, bài 35, Bắc Trung Bộ. Câu 66, thuộc bài 32, Trung Du miền núi Bắc Bộ. Câu 67, bài 36, Duyên Hải Nam Trung Bộ. Câu 68, bài 37, Tây Nguyên. Câu 69, bài 39, Đông Nam Bộ. Câu 70, thuộc bài 41, đồng bằng sông Cửu Long. Câu 71 thuộc bài 42, phát triển kinh tế ở Biển Đông. Trong số 8 câu thì phần nội dung của kiến thức địa lý các vùng kinh tế có 2 câu ở cấp độ nhận biết là câu 45 và 46. Từ câu 66 đến câu 70 là ở cấp độ thông hiểu và câu 71 là ở cấp độ vận dụng thấp. Về phần kỹ năng thực hành, đề có tổng cộng 18 câu, chiếm 4,5 điểm. Một, về kỹ năng đọc Atlas địa lý Việt Nam, có tổng cộng 14 câu, chiếm 3,5 điểm. Trong đó, câu 47 ở trang 4, 5 thuộc nội dung vị trí địa lý. Câu 48, trang 10, nội dung sông ngòi. Câu 49, trang 9, nội dung khí hậu. Câu 50, trang 13 thuộc nội dung địa hình. Câu 51, trang 17, nội dung kinh tế thuộc vùng Đông Nam Bộ. Câu 52 thuộc trang 19 thuộc lĩnh vực chăn nuôi của nông nghiệp. Câu 53 là trang 20 liên quan đến rừng, tức là lĩnh vực lâm nghiệp. Câu 54, trang 21 liên quan đến trung tâm công nghiệp huyện Kim Màu thuộc lĩnh vực công nghiệp. Câu 55 ở trang 22, trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm cũng thuộc lĩnh vực công nghiệp. Câu 56 ở trang 23 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Câu 57 ở trang 26 thuộc lĩnh vực công nghiệp khai thác bauxit ở Trung Du miền núi Bắc Bộ. Câu 58 thuộc trang 27 khu kinh tế ven biển ở Bắc Trung Bộ. Câu 59 ở trang 28 liên quan đến cây hồ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Và câu 60 ở trang 29 khu kinh tế cửa khẩu thuộc vùng Đông Nam Bộ. Thì tất cả 14 câu đều thuộc các cái trang Atlas khác nhau và không có sự trùng lắp với nhau. Tất cả những câu thuộc kỹ năng Atlas đều thuộc cấp độ kiến thức nhận biết. Về kỹ năng biểu đồ thì có 2 câu chiếm 0,5 điểm. Trong đó câu 61 ở dạng biểu đồ tròn, kỹ năng chính là nhận xét biểu đồ. Ở câu 76 thì ở dạng biểu đồ cột nhóm, kỹ năng chính là xác định nội dung, tức là tên của biểu đồ. Ở phần thứ 3 là kỹ năng về bảng số liệu thì có 2 câu và 0,5 điểm. Ở câu 62 thì kỹ năng chính là nhận xét từ bảng số liệu cho sẵn. Ở câu 77 là kỹ năng chính là xác định dạng biểu đồ. Trong hai phần kỹ năng này thì chúng ta đều thấy mỗi kỹ năng đều có một câu ở phần cấp độ kiến thức, mức độ thông hiểu và một câu ở cấp độ kiến thức vận dụng thấp. Về cấu trúc đề, xin mời các em quan sát bảng số liệu dưới đây. Ở chuyên đề địa lý tự nhiên có tổng số 6 câu, trong đó cấp độ nhận biết 2 câu, cấp độ thông hiểu 1 câu và cấp độ vận dụng cao 3 câu. Thì các em chú ý, cấp độ vận dụng cao
là nằm chủ yếu ở phần địa lý tự nhiên. Do đó, những em nào muốn điểm cao thì chúng ta cần hết sức tập trung ôn luyện ở phần kiến thức này. Về địa lý dân cư thì có tổng số 3 câu đều nằm ở cấp độ vận dụng thấp. Về địa lý các ngành kinh tế thì có tổng số 5 câu, trong đó 2 câu ở cấp độ nhận biết, 2 câu cấp độ thông hiểu và 1 câu ở cấp độ vận dụng thấp. Về địa lý các vùng kinh tế có tổng số 8 câu. Đây cũng là phần có số lượng câu nhiều nhất trong 4 phần kiến thức. Trong đó nhận biết chiếm 2 câu, thông hiểu 5 câu và cấp độ vận dụng thấp là 1 câu. Về kỹ năng thì kỹ năng Atlas có tổng số 14 câu thì tất cả 14 câu đều nằm ở cấp độ nhận biết. Về kỹ năng biểu đồ thì có 2 câu, trong đó 1 câu nằm ở cấp độ thông hiểu và 1 câu nằm ở cấp độ vận dụng thấp. Về kỹ năng bảng số liệu cũng có 2 câu, 1 câu ở cấp độ thông hiểu và 1 câu ở cấp độ vận dụng thấp. Như vậy, tổng số câu ở cấp độ nhận biết là 20 câu, chiếm tỷ lệ 50%. Tổng số câu cấp độ thông hiểu là 10 câu, chiếm tỷ lệ 25%. Ở cấp độ vận dụng thấp có 7 câu, chiếm 17,5%. Cấp độ vận dụng cao có tổng số 3 câu, chiếm tỷ lệ 7,5%. Như vậy, cấu trúc đề thi chúng ta có thể tóm tắt như sau. Ở cấp độ nhận biết, chiếm tỷ lệ 50%. Trong đó, từ câu 41 đến câu 60, tức là 20 câu. 25% ở cấp độ thông hiểu, từ câu 61 đến câu 70, là 10 câu. 17,5% ở cấp độ vận dụng thấp, từ câu 71 đến câu 77. 7,5% là cấp độ vận dụng cao, từ câu 78 đến câu 80. Trên cơ sở cấu trúc này, các em sẽ có định hướng, có cách để ôn tập cho phù hợp với khả năng, năng lực của mình. Sang phần so sánh với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Trước khi đi vào so sánh với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, thì thầy lưu ý các em, thầy sẽ gọi tắt đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 là đề 219. Còn đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 là đề 220. Các em quan sát bảng so sánh, chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt nhất định giữa đề 219 và đề 220. Ở chuyên đề địa lý 11, đề 219 có 2 câu nằm ở cấp độ thông hiểu. Tuy nhiên, đề 220 thì không có câu nào thuộc chương trình địa lý 11. Chuyên đề địa lý 12, ở phần địa lý tự nhiên, cấp độ nhận biết, đề 219 có 3 câu, đề 220 có 2 câu, là giảm 1 câu so với đề 219. Cấp độ thông hiểu, đề 219 có 2 câu, đề 220 còn 1 câu, tức là giảm 1 câu. Cấp độ vận dụng thấp, đề 219 có 1 câu, đề 220 không còn câu nào. Cấp độ vận dụng cao, đề 219 không có câu nào. Tuy nhiên, đề 220 lại tăng lên đến 3 câu. Các em hết sức lưu ý chỗ này. Ở phần kiến thức địa lý dân cư, ở cấp độ nhận biết, đề 219 có 1 câu, đề 220 không có câu nào. Cấp độ thông hiểu, đề 219 có 1 câu, đề 220 cũng không có câu nào. Cấp độ vận dụng thấp, đề 219 không có câu nào. Tuy nhiên, đề 220
có 3 câu, tức là tăng 3 câu. Còn cấp độ vận dụng cao thì phần địa lý dân cư cả hai đề không có câu nào. Về địa lý các ngành kinh tế ở cấp độ nhận biết, đề 219 có 1 câu, đề 220 có 2 câu, tức là tăng lên 1 câu. Cấp độ thông hiểu, đề 219 có 1 câu, đề 220 có 2 câu, tức là tăng lên 1 câu. Cấp độ vận dụng thấp thì đề 219 có 3 câu, đề 220 có 1 câu, giảm 2 câu so với đề 219. Cấp độ vận dụng cao thì đề 219 có 1 câu, đề 220 không có câu nào. Ở phần địa lý các vùng kinh tế, cấp độ nhận biết, đề 219 không có câu nào. Tuy nhiên đề 220 có 2 câu, tăng 2 câu. Cấp độ thông hiểu, đề 219 có 1 câu, đề 220 5 câu, tăng lên đến 4 câu. Cấp độ vận dụng thấp, đề 219 có 5 câu, tuy nhiên đề 220 chỉ còn 1 câu, tức là giảm 4 câu. Cấp độ vận dụng cao, đề 219 có 4 câu, thì đề 220 không còn câu nào. Về kỹ năng Atlas, đề 219 có 11 câu, đề 220 có 14 câu, tức là tăng 3 câu so với đề 219. Ở các cấp độ thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao thì kỹ năng Atlas không có câu nào. Về kỹ năng biểu đồ, ở cấp độ nhận biết cả hai đề không có câu nào. Nhưng ở cấp độ thông hiểu, đề 219 có 2 câu, đề 220 có 1 câu, tức là giảm 1 câu so với đề 219. Cấp độ vận dụng thấp, đề 219 không có câu nào, đề 220 là 1 câu. Cấp độ vận dụng cao, cả hai đề không có câu nào. Về kỹ năng bảng số liệu, cả hai đề 219 và 220 đều có. Mỗi đề ở phần thông hiểu và vận dụng thấp đều có 1 câu. Như vậy, về tổng số câu ở cấp độ nhận biết, đề 219 có tổng số 15 câu, đề 220 là 20 câu, tăng hơn 5 câu so với đề 219. Cấp độ thông hiểu, đề 219 và 220 đều là 10 câu. Về cấp độ vận dụng thấp, đề 219 có 10 câu, thì đề 220 còn 7 câu, tức là giảm 3 câu. Cấp độ vận dụng cao, đề 219 có 5 câu, cấp độ vận dụng cao ở đề 220 chỉ còn 3 câu, tức là giảm 2 câu. Như vậy, về tỷ lệ, ở cấp độ nhận biết, đề 219 chiếm tỷ lệ 37,5%, đề 220 là 50%. Cấp độ thông hiểu, cả hai đề đều chiếm 25%. Cấp độ vận dụng thấp thì đề 219 chiếm 25%, đề 220 giảm xuống còn 17,5%. Cấp độ vận dụng cao, đề 219 là 12,5%, đề 220 chỉ còn 7,5%. Về đánh giá chung, đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 gồm có 40 câu. Về hình thức ra đề thì vẫn không thay đổi so với đề thi trung học phổ thông quốc gia 2019. Về nội dung kiến thức, đề nằm hoàn toàn trong chương trình địa lý 12 với 22 câu hỏi lý thuyết, 18 câu thực hành. Những câu khó phần lớn nằm trong chương trình học kỳ 1. Không có câu hỏi rơi vào phần giảm tải và tinh giảm chương trình. Về cấu trúc, mức độ dễ là nhận biết và thông hiểu chiếm đến 75%. Mức độ khó, vận dụng thấp, vận dụng cao chiếm 25%.
So với đề Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, thì đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 tăng 5% số câu cấp độ nhận biết, giảm 5% cấp độ vận dụng cao. Thầy đã phân tích cho các em chuyên đề số 1, phân tích đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở chuyên đề thứ 2 là định hướng nội dung, phương pháp ôn tập, ôn luyện trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020. Xin chào và hẹn gặp lại.